Rồi câu 1. Câu 1 thì yêu cầu là các anh chị cần phải biết xây dựng được cái confession matrix 90 người bị bệnh ung thư và tất cả điều đó đều đúng. Thì như thế này đúng không? Ừ. Tới 10 là cục thực tế là 90 và dự đoán là 90, còn không bị bệnh ung thư à, dự đoán là không có trường hợp nào, nhưng mà trường hợp ngược lại là 195 người không bị bệnh ung thư nhưng mà thật ra có tới 100 người, 110 người trong thực tế là bị. Thì cái chỗ mà thực tế là không và dự đoán là không là 5. Ừ. Còn dự đoán là không bị mà thực tế là bị thì 190. Được không? Các anh chị có thể xây dựng được cái ma trận nhầm lẫn không? Hay là ngược lại? Ngược lại là khi mà thầy cho cái ma trận nhầm lẫn, Confusion Matrix, thì các anh chị hiểu được bốn con số trong ma trận đó không? Ví dụ như giờ cho các anh chị ma trận này, hỏi các anh chị là ví dụ như là cái tập dữ liệu mà chúng ta đi đi thử á, đi thử nghiệm á, là có bao nhiêu trường hợp? Ừ. Và các anh chị sẽ lấy là các anh chị sẽ lấy bốn con số này cộng lại nhau đúng không? Ra 105 trường hợp ha. Rồi, câu 2. Câu 2. Dụ như cho ma trận nhầm lẫn như trên màn hình, à, các anh chị thấy màn hình chứ đúng không? Cho ma trận nhầm lẫn như trên màn hình. Vậy thì cho ma trận này người ta hỏi là giải thích ý nghĩa à. Giải thích ý nghĩa của đầu tiên là các anh chị phải biết tính cái recession và tính cái recall à. Recession là gì? Rồi đây là công thức tính precision và recall. Ừ. Được không các anh chị? À. Chị các anh chị chỉ cần gắp công thức vô là tính ra rồi. Ừ. Tính hai chỉ số precision với recall. Rồi câu 3. Câu 3 thì các anh chị phải tính cái F1. À. Câu 3 là các anh chị phải tính F1 của hai cái mô hình. Để thầy coi lại coi câu 3 các anh chị làm đúng không nha. Ok, anh này đúng rồi nè. F1 của M1 và F1 của M2. Đi thi mà các anh chị chỉ nói là như cái anh thứ hai này là không được nè. À, các anh chị thấy màn hình không? À, các anh chị phải nói là F1 của M1 là bao nhiêu, F1 của 2 là 2M2 là bao nhiêu. À, à, cái này là ok nè. À, cái anh này là cái anh màu đỏ này là ok nè. À. Rồi mà nói chữ như thế này không là không không được nha các anh chị. Nói chữ như thế này không là không được. À.
Các anh chị phải nói là F1 của M1 là bao nhiêu, F2 của F1 của M2 là bao nhiêu mới được, chứ nếu mà các anh chị nói chữ với chữ không thì bài không được nha. Anh chị có hiểu không? Câu này học kỳ rồi thì mất điểm nhiều lắm. Có khoảng chừng có hai ba anh chị làm đúng rồi. Không biết là tại vì các anh chị quên hay sao. Rồi. Đó là cái cách mình tính. À, mình tính cái độ chính xác. Các anh chị có vấn đề gì thì cần hỏi không? Giờ đồ án các anh chị. Nha, đồ án các anh chị coi coi tập dữ liệu của mình là tính F1 hay là tính độ chính xác. Accuracy hay là F1 nha. Các anh chị chỉ cần tính một cái thôi chứ không cần tính, chứ không tính cả hai nha. Các anh chị coi tập dữ liệu của mình có bị mất cân bằng hay là không. Nếu mà mất cân bằng thì là tính F1, còn không có mất cân bằng thì tính độ chính xác. Được chưa? Đó là ý thứ nhất liên quan tới đồ án á. Ừ. Rồi, ý thứ hai. Ý thứ hai là gì? Ý thứ hai là các anh chị trong đồ án các anh chị phải chạy với nhiều lần lặp. Các anh chị phải bỏ cho nó vô một dòng for. À. Chạy 10 lần. Thế anh chị chạy 10 lần, xây dựng mỗi lần là các anh chị làm gì? Các anh chị xây dựng mô hình, các anh chị tính độ chính xác. Ừ. Và độ chính xác mà các anh chị báo cáo là độ chính xác trung bình. Chứ nếu mà các anh chị làm một lần thì không đủ. À. Các anh chị phải chạy 10 lần. Mỗi lần các anh chị chia tập dữ liệu ra làm 7-3. 30 là lệ test, 70 là lệ huấn luyện, không? Rồi các anh chị tính F1 hoặc là tính độ chính xác. Mình chạy 10 lần rồi mình tính trung bình. Đó là ý tiếp theo, các anh chị nắm không? Đó là trong đồ án ha. Trong đồ án để thầy gọi cho ha, phải tính phải chạy 10 lần. Tính F1 hoặc là accuracy ha, tùy theo dataset. Và tính trung bình. Rồi, tập dữ liệu của chúng ta nó có khả năng là nó bị mất cân bằng. Mất cân bằng là gì các anh chị? Mất cân bằng là chúng ta có hai lớp, một lớp thì nó chiếm rất là đông, quân số nó rất là đông, còn lớp còn lại thì quân số rất là ít. Lớp mà quân số đông nó gọi là tập dữ liệu đa số, và lớp kia là lớp tiểu số, được không? Giống như là thí dụ như tập dữ liệu nào mất cân bằng, thí dụ như là sinh viên trong một lớp cơ khí đi, đúng không, chắc là phần lớn là nam. Ừ, chỉ có một vài bạn là nữ mà thôi. À, mấy lớp xây dựng đúng không? Xếp loại học sinh, đúng rồi, xếp loại học sinh hình như là bây giờ là phần lớn là học sinh giỏi xuất sắc nhiều hả các anh chị, trung bình yếu cũng ít lắm rồi phải không? Bữa là đọc ở à đâu nói là giờ sinh viên xuất sắc không à? Hay là email đúng không? Email là phần lớn là email thường, im ha, và email rác là chiếm tỷ lệ ít. Hay là
hay là gì nữa, hay là tập dữ liệu của bệnh nhân đó, số lượng người bị bệnh ung thư sẽ nhiều hơn là số người bị bệnh không ung thư đó. Được chưa? Thì nó có một số cái mức độ, ví dụ như là từ 20 đến 40, tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là tập dữ liệu đa số thì chiếm 60%, tập tiểu số thì chiếm 40%, hoặc là tập đa số chiếm 80% và tập tiểu số chiếm 20%, thì nó cũng là mất cân bằng vừa phải thôi. Còn mà cực kỳ mất cân bằng là gì? Là tập đa số chiếm 99%, tập tiểu số nhỏ hơn 1%. Giống như là thí dụ như là mình dự báo, giả sử như mình có một tập dữ liệu là người bình thường với người khủng bố, đúng không? Thì chắc là dữ liệu mà của người khủng bố nó ít hơn là dữ liệu của người bình bình thường. Rồi vậy thì nói về qua cái những cái việc mà xác suất nhỏ, nó có một cái là thiên nga đen á. Các anh chị có biết là thiên nga đen không? Thiên nga đen là những cái thiên nga đen là những cái mà sự kiện mà xác suất cực kỳ thấp, mà khi mà nó xảy ra rồi thì nó lại gây ra là ảnh hưởng rất là lớn. Thí dụ như là COVID, đúng không? Trước khi mà COVID xảy ra thì chúng ta cũng đâu có nghĩ rằng là nó có COVID đâu, đúng không? Đâu ai nghĩ ra có con virus như thế. Nhưng mà khi mà nó xảy ra rồi thì đó là ảnh hưởng rất là lớn, hay khủng bố nhân dân. Nó có cái cuốn sách về thiên nga đen, các anh chị nếu mà thích thì có thể coi thêm. Dạo này như chứng khoán họ cũng hay sử dụng khái niệm thiên nga đen nha, để họ giải thích các cái việc gây ra các cái sự sụt giảm của chứng khoán, ví dụ như là chiến tranh, đúng rồi, sự kiện ngày 11 tháng 9, hay là chiến tranh vừa rồi của Palestine vân vân. Thì thấy rằng là cộng đồng chứng khoán cũng hay, mấy ngày nay dạo gần đây cũng hay sử dụng khái niệm thiên nga đen. Trong cái quyển thiên nga đen có một ví dụ cũng khá là thú vị, là người ta ông tác giả ông viết là thí dụ như là chúng ta là giả sử chúng ta là những con vịt đi, thì ông chủ của chúng ta cho chúng ta ăn hàng ngày, thì điều đó có nói lên được rằng là ông chủ là thương chúng ta hay là không, đúng không? Cho ăn hàng ngày. Và mục tiêu của ông chủ cho chúng ta ăn chỉ là để chúng ta mập lên và bán đi thôi, đúng không? Cho con vịt ăn là chỉ là để cho mập lên và bán đi. Do đó là chúng ta thấy rằng là ông chủ mà cho ăn hàng ngày chưa chắc là ông yêu thương gì, đó không? Cũng thú vị. Cuốn sách này đọc cũng khá là hay á. Rồi vậy thì khi mà tập dữ liệu mất cân bằng thì mình cần phải làm gì, hay là không làm gì hết? Nà, khi mà có một tập dữ liệu mất cân bằng thì mình sẽ cố gắng là cân bằng lại dữ liệu. Tại vì mình không làm gì hết thì gần như là mình xây dựng những mô hình dự báo là nó sai, nó sai nhiều. Đầu tiên á, việc đầu tiên là gì? Đầu tiên là chúng ta cần phải chọn chỉ số đánh giá thích hợp.
Đối với tập dữ liệu mất cân bằng á thì mình phải sử dụng F1. Còn đối với dữ liệu cân bằng thì mình chỉ cần đánh là độ chính xác mà thôi. Thí dụ như bây giờ trong một cái lớp mà toàn là nữ không, nó xin lỗi, trong một cái lớp ví dụ như lớp lớp cơ khí đi, phần lớn là nam đúng không, chỉ có một cô nữ. Giả sử như mình viết một cái phần mềm là nhận dạng giới tính qua qua ảnh, và mình lấy dữ liệu của cái lớp cơ khí đó thì đưa vô, giả sử như phần mềm mình nói là tất cả là nam, mình không cần viết gì hết, mình nói tất cả là nam. Giả sử lớp cơ khí là 100 người và 98 người là nam và 2 người là nữ, đúng không? Thì khi mà đưa 100 hình vô qua cái phần mềm thì nó sẽ nói lên độ chính xác là 98%, đúng không? Còn phần mềm này không cần làm gì hết, chỉ nó đại ra là nam không, nó cũng là đạt được chính xác là 98%. Do đó là trong trường hợp mà dữ liệu mất cân bằng á thì mình không thể dùng cái chỉ số accuracy mà mình phải sử dụng F1. Nè, hồi nãy cái bài tập của chúng ta phần lớn là dữ liệu mất cân bằng và chúng ta sẽ sử dụng F1. Các anh chị nhớ nha. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ tìm cái cách để mình cân bằng lại dữ liệu. Thì nó phần lớn là nó có hai cái cách. Một á là under sampling. Các anh chị nhìn cái hình, các anh chị có thể đoán ra không? Trong cái hình trước mặt anh chị, tập dữ liệu màu cam á là tập dữ liệu màu cam là tập dữ liệu gì? Là tập dữ liệu tiểu số, đúng không? Còn tập dữ liệu màu xanh dương á là tập dữ liệu đa số. Thì phương pháp đầu tiên á là mình sẽ rút bớt dữ liệu của tập đa số, đúng không? Mình bỏ bớt dữ liệu màu xanh dương để sao cho dữ liệu màu xanh dương với màu cam nó bằng nhau. Nhưng mà việc này thì gì, nó tất nhiên việc nào nó cũng có cái hay và có cái dở. Cái việc này thì nó có cái dở là gì, nó có thể làm mất thông tin, đúng không? Tại vì mình bỏ quá nhiều dữ liệu đi, mình bỏ quá nhiều dữ liệu đi, do đó nó sẽ có thể làm mất thông tin. Thì các cái phương pháp, ví dụ như là có một phương pháp tên là Thomas-Lin, cái này thầy chỉ hướng dẫn cho anh chị về một ý tưởng thôi ha, chứ cũng không có yêu cầu anh chị đi sâu vào nghiên cứu. Ví dụ như trên màn hình của anh chị minh họa cho phương pháp Thomas-Lin là gì, chúng ta sẽ có tập dữ liệu màu cam là những cái hình vuông, và tập dữ liệu màu xanh dương là những hình tròn, đúng không các anh chị? Và tập dữ liệu hình màu xanh dương chiếm đa số, còn dữ liệu màu cam là chiếm tiểu số. Thì bây giờ cái phương pháp Thomas-Lin này á là gì, nó đi tìm những cái điểm dữ liệu màu xanh dương mà gần với màu cam, đúng không? Đó là cái hình thứ hai á các anh chị. Đó. Các anh chị thấy không? Đây, đó. Đó. Đây, thầy đang giải thích cái hình thứ hai này ha. Nó đi tìm những cái điểm dữ liệu mà xanh dương mà nó gần với màu cam và nó bỏ đi. Tại vì nó nói những cái điểm dữ liệu này là không quan trọng, đúng không? Những dữ liệu này nó kề bên lớp kia, do đó là nó bỏ đi. Nó bỏ đi. Và sau khi bỏ đi thì chúng ta thấy được rằng là gì? Là chúng ta có hai lớp, đúng không? Và gần như là rất là dễ phân chia, đúng không? Thì các anh chị thấy cái hình này và các anh chị thấy rõ ràng là chúng ta rất là dễ xây dựng một bộ phân lớp để mà chia được rõ ràng đâu là màu xanh dương và đâu là màu cam. Nè. Rồi cái phương pháp niêm thì nó ngược ngược lại một tí, là nó không bỏ những điểm gần mà nó lại bỏ những điểm xa. Nè.
Đây là một phương pháp. Nó chọn những điểm xa. Điểm xa là những điểm màu đỏ nè các anh chị, đúng không? Những điểm màu đỏ nó sẽ xa so với những điểm màu xanh lá cây. À, và nó bỏ đi những điểm màu đỏ. À, phương pháp này nó ngược cái Thomas Lin, à, nó bỏ đi những điểm màu đỏ. Rồi. Đó là phương pháp gì? Đó là phương pháp là loại bỏ dữ liệu tiểu số. Ôi, loại bỏ dữ liệu đa số đúng không? Bây giờ chúng ta có thêm một phương pháp nữa là chúng ta sẽ tìm cách để tăng cường dữ liệu của lớp tiểu số. Đúng không? Tìm cách tăng cường dữ liệu. Bài này thì thí dụ như kết hợp với xử lý ảnh thì ta cũng hay làm. Thí dụ như giờ các bạn, các anh chị làm nhận dạng các người nổi tiếng đi, đúng không? Nhận dạng người nổi tiếng. Thí dụ như là các anh chị có hình ảnh của Ngọc Kinh rất là nhiều đúng không? Thí dụ như các anh chị có 100 tấm có hình ảnh Ngọc 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 Kinh. Nhưng mà giả sử như là cái diễn viên khác, các anh chị chỉ có là 5 tấm mà thôi. Các anh chị lên mạng thì search, và do cái ảnh của cái cô diễn viên đó không có nhiều trên mạng, các anh chị chỉ có 5 tấm thôi. Giả sử như các anh chị viết một cái phần mềm là nhận dạng những cái người nổi tiếng ở Việt Nam, đúng không? Thì vậy thì các anh chị phải tìm cách để tăng cường cái dữ liệu của cô diễn viên A đó lên. À, tại vì cô này có 5 tấm trong khi những người khác có cả 100 tấm. Thì các anh chị có thể làm bằng những phương pháp gì? Có thể là mình cân chỉnh sáng tối đúng không? Mình làm ảnh nó sáng lên được chút xíu, ảnh nó tối lên được chút xíu. Hay là mình xoay 5 độ, 10 độ gì đó vân vân. Đúng không? Để mình có thêm nhiều cái ảnh nữa. Đúng không? Ví dụ như là đó là bài toán về nhận dạng hình ảnh. Hay là thí dụ như nhận dạng biển báo giao thông. À, ví dụ như các anh chị viết một phần mềm biển báo giao thông, giả sử như giờ phần mềm đơn giản thôi là phần mềm có khả năng nhận dạng loại A, loại B. Giả sử như có hai loại thôi nha, loại biển giao thông loại A, biển giao thông loại B. Mà các anh chị giả sử như loại A thì có 100 tấm hình, mà loại B có 50, có 30 tấm mà thôi, đúng không? Thì mình phải tìm cách để mình tăng cường cái số lượng ảnh của loại B lên. À, bằng cách là gì? Như nãy mình nói, mình có thể là tăng cường độ sáng, độ tối. Mình xây ảnh đi một tí xíu, 5 độ, 10 độ, đúng không? Vân vân, để mình có số lượng của ảnh loại B có thể là lên 50, 70, vân vân, đúng không? À, đó là phương pháp tăng cường ảnh, đúng không? Còn thí dụ như là giờ về mặt lý thuyết. Về mặt lý thuyết có cái phương pháp SMART. Phương pháp này là phương pháp tên là SMART. Giả sử như chúng ta có hai lớp, một lớp là màu xanh lá cây. À, xin lỗi, một xanh dương với một lớp màu vàng. Lớp màu xanh dương để coi coi chúng ta có là 9 9 điểm dữ liệu đúng không? Còn lớp màu vàng có 3 điểm dữ liệu mà thôi, đúng không? Này 9, này có 3. À, bây giờ chúng ta phải tìm cách tăng cường dữ liệu của lớp màu vàng lên đúng không? À, thì chúng ta sẽ đưa những cái điểm màu đỏ vào. Những điểm màu đỏ là gì? Là những điểm mà nằm ở trên cái đoạn, những cái đoạn màu vàng đúng không? À, đây, ví dụ như đây là một cái phương pháp minh họa SMART, đúng không? Giả sử như là cái hình này chúng ta có rất là nhiều điểm màu đỏ, xin lỗi, có rất là nhiều điểm màu đen và chỉ có một vài điểm màu đỏ mà thôi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải xin thêm những cái điểm màu đỏ bằng cách nào? Giả sử như chúng ta lấy điểm A và điểm B, đúng không? Đây là điểm A, đây là điểm B. Chúng ta có đoạn thẳng AB, đúng không? Và chúng ta xin thêm một vài điểm trên đoạn thẳng AB, giả sử như là nút màu xanh dương, đúng không? Nằm trên đoạn thẳng AB. À, hình này nó mô tả là chúng ta xin được thêm bao nhiêu điểm dữ liệu nữa các anh chị? Hai điểm đúng không? Một điểm nằm trên đoạn AB và một điểm nằm trên đoạn AC, được không? Đó là hai phương pháp. À, rồi thì đó là bài về cân bằng dữ liệu các anh chị nhớ ha. Thứ nhất, giờ chốt lại, các anh chị cần phải biết nhìn vô tập dữ liệu, các anh chị cần phải biết là dữ liệu nào là cân bằng hay là không cân bằng. À, sinh viên khi mà làm bài thi á, sinh viên có người viết như thế này,
Tập dữ liệu mất cân bằng là tập dữ liệu mà đa số là gì, là chiếm 51% và tiểu số là chiếm 49%. Cái câu trả lời đó là không đúng ha nha các anh chị. 51-49 chưa gọi là mất cân bằng, đúng không? Mà phải là gì? Phải là 80-20 nha. Từ 70 trở lên mới gọi là mất cân bằng. 70-30, 80-20 à. Là đó là các mất cân bằng nhẹ nhẹ thôi. Còn nếu mà các mất cân bằng vừa phải là gì? Có thể là 10 à. 10% là tiểu số, 90% là đa số. Còn mất cân bằng cùng cực là 99% à. 99% là đa số, 1% là tiểu số. Ví dụ như tập giao dịch ở các cái ngân hàng, đâu là giao dịch bình thường và đâu là giao dịch gian lận, đúng không? Và chắc là giao dịch gian lận rất là ít luôn, đúng không? Cả tỷ giao dịch thì chỉ có 2-3 giao dịch gian lận mà thôi. Cái tỷ số đó cực kỳ ít à. Ví dụ như lớp mình thật ra thầy thấy rằng là các anh chị khác làm bài cũng khá là cũng chịu khó làm bài, nhưng mà chỉ có một số các anh chị là làm biết là gì, chỉ có bỏ lên ChatGPT rồi copy dán vô, hay là bỏ vô Google gì đó rồi copy dán vô à, mà không có chịu ngồi đọc suy nghĩ tí xíu à. Dán vô thì cũng được, nhưng mà đôi khi mình phải hiệu chỉnh lại câu trả lời mình chứ. À, có anh chị dán vô nguyên một cái khúc trên mạng. Rồi, được chưa? Anh chị có gì hỏi không? Thực tế thì tùy bài toán và người ta sử dụng, và đôi khi người ta phải sử dụng hết cả hai, người ta sử dụng hết cả hai rồi người ta coi coi, ví dụ như người ta sử dụng xong rồi người ta đo, người ta đánh giá mô hình à, để coi người ta coi cái nào nó hiệu quả. Đúng rồi. À, người ta sẽ đánh giá mô hình, người ta lúc đó người ta nếu mà dữ liệu hết mất cân bằng thì người ta quay lại người ta tính độ độ chính xác, đúng không? Độ chính xác coi cái phương pháp nào là tốt. Thật ra mấy cái việc mà khai khoáng dữ liệu của mình á để mà chạy ra kết quả thì nó rất là dễ. Nhưng mà vấn đề là ra kết quả rồi, kết quả đó có đúng hay là sai, có đúng, có phù hợp không á, là cả một vấn đề. À, có nhiều khi ra rồi mà nó không có mang ý nghĩa gì hết. Giống như là, do đó nó gọi là data mining, đúng không? Chúng ta ra được, thí dụ như chúng ta lọc, lọc ra đất cát này nọ, nhưng mà trong đó có vàng hay là không, đúng không? Cái F1 chỉ là để đánh giá thôi, đánh giá coi cái hàng nào nó tốt hơn hàng nào thôi. Nhưng mà có thể cái mô hình của mình á, cái mô hình của mình nếu mà mình không cân bằng dữ liệu thì cái mô hình của mình nó vô nghĩa. Cái mô hình của mình nó sẽ nhận dạng không tốt cả hai trường hợp. Còn cái F1 chỉ là để đánh giá hàng này nó tốt hơn hàng kia hay là không thôi. Ví dụ như trong cái bài toán là gì, trong cái bài toán mà nhận dạng khủng bố thì đúng không, chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta phát hiện ra khủng bố, đúng không? À, chúng ta phải cân bằng dữ liệu, chúng ta phải thêm dữ liệu gì đó để sao cho chúng ta có khả năng là xây dựng một mô hình mà nó nhận dạng được. À, chứ chúng ta đâu phải nào mà chỉ có tính F1 à, thấy F1 này tốt hơn kia là thôi.
Với lại khi mà mình cân bằng á thì F1 sẽ tốt hơn anh Vũ. Ừ. Thí dụ như mình không cân bằng đó. Thì thí dụ như F1 giả sử như là nó là 0,5 đi. Đúng không? Đó. Thí dụ như là mình không cân bằng dữ liệu thì đối với giả thực 1 là F1 bằng 0,4. Đối với giả thực 2 F1 bằng 0,5. À, nhưng mà giả nếu mà mình cân bằng dữ liệu được tốt, có khả năng là mô hình của mình nó sẽ lên là 0,9, đúng không? Còn cái 0,4, 0,5 trúc trước trước khi cân bằng là chỉ giúp cho mình coi coi là gì, là hai cái giả thuật nó thì giả thuật nào là tốt, đúng không? Và thí dụ như là và lúc đó mình coi coi là cái chỉ số recession với chỉ số recall nó có nói nếu là nói được gì không. Ví dụ như mô hình của mình là gì, cái recession chỉ số recession thì ok nhưng mà cái recall quá bé. À, cái recall thì nó thể hiện được cái gì, nó thể hiện là nó có bỏ lỡ, à, nó có làm bỏ lỡ cái trường hợp nào không. Ừ. Do đó là mình cân bằng lại dữ liệu để mình hy vọng rằng là cái chỉ số F1 nó tốt hơn nữa, không? Chỉ số F1 nó sẽ được cải thiện, nó không phải là 0,1.4 hay là 0,5 mà nó là 0,8 hay 0,9. Các cái chỉ số recession thì con nó tốt hơn, không? Recession nó sẽ cao hơn và recall nó sẽ cao hơn nữa. Được không? Rồi. Hôm bữa giờ đó là các anh chị làm giờ là các anh chị đã làm quen với một bài toán là phân lớp. À. Và cái câu hỏi đầu tiên các anh chị phải trả lời ở trong môn này cũng như là môn máy ứng dụng là gì? Là dữ liệu của mình đầu vào là gì và đầu ra là gì? Đúng không? Các anh chị đã trả lời được ở đồ án chưa? Các anh chị có dự kiến là sử dụng là đăng ký tập dữ liệu nào chưa? Đúng không? Và các anh chị phải trả lời được tập dữ liệu đó đầu vào là gì và đầu ra là gì. Nếu mà các anh chị vẫn chưa trả lời được thì mình nên chọn tập dữ liệu khác. Thí dụ như giờ trên màn hình của anh chị, giả sử như các anh chị là nhân viên của công ty bất động sản Đất Xanh đi, đúng không? Đất Xanh. Giờ giả sử như là cơ sở dữ liệu của chúng ta là có chúng ta có lưu lại lịch sử bán các căn hộ, và giả sử như mỗi căn hộ nó chỉ có bốn thông số mà thôi. X1 là gì các anh chị? Là diện tích. À, X1 là diện tích. X1 là diện tích. S2 là số lượng phòng ngủ, S3 là tầng và số S4 là số 5. Ừ. Bây giờ các anh chị cần là gì? Cần xây dựng một cái phần mềm để ước tính giá của bất động sản, đúng không? Cho những cái căn hộ mới, cho những dự án mới dựa trên những thông tin đã có, đúng không? Vậy thì các anh chị, bài này vậy thì đầu vào của mình là gì các anh chị? Đầu vào của mình là từ S1 đến S4 nè. Đầu vào của mình là diện tích nè, số lượng căn phòng nè, số lượng tầng nè và số năm xây dựng. Còn đầu ra của mình là giá của bất động sản. Được không các anh chị? Đúng không? Các anh chị có trả lời được cái đó trong đồ án không? Trong cái tập dataset các anh chị sắp tới nhận không? Ừ. Rồi.
Vậy là chúng ta quy ước nha, chúng ta quy ước là X là đầu vào, Y là đầu ra, à, và Y là nhãn á, à, trong máy học ứng dụng nó có gọi là nhãn, tiếng Anh nó gọi là label, à, là rồi. Rồi nếu như mà nhãn là giá trị rời rạc thì đó là bài toán phân lớp, còn nhãn là giá trị liên tục đó là bài toán hồi quy. Bữa giờ chúng ta đã học các bài toán phân lớp rồi. Và những giải thuật nào các anh chị? KNN nè, không? Cây quyết định nè, BZ nè. Những giải thuật đó mình học nó hơi lướt qua. Tại sao? Tại vì các anh chị đã học rồi ở một máy học ứng dụng. Do đó là thí dụ như về cây quyết định, thầy không yêu cầu các anh chị phải xây dựng được cây, nhưng mà thầy yêu cầu các anh chị phải hiểu được, đọc được cái cây. Còn xây dựng cây như thế nào, các anh chị coi lại máy học ứng dụng nha. Trong đó có một giải thuật rất là dễ, đó là giải thuật KNN. Thầy yêu cầu mọi người phải biết cái giải thuật đó. Giải thuật KNN rất là dễ, nó đo khoảng cách giữa đối tượng cần tìm đến tất cả các đối tượng trong dữ liệu. Rồi, được chưa? Thì hôm nay mình sẽ học cái bài toán khi y là liên tục thì sao. Giờ thí dụ như giờ bài toán dự đoán giá nhà của thầy đơn giản hơn nhiều các anh chị. Giờ giả sử như giá nhà thầy bán thì chỉ dựa trên là diện tích thôi. Vậy thì các anh chị có thể trả lời cho thầy được cái câu là dự báo cái gì dựa trên thông tin gì không? Hay là các anh chị có thể trả lời cho thầy được là đâu là đầu vào, đâu là đầu ra không? Được không? Dự báo cái gì? Dự báo cái giá nhà, đúng không? Dựa trên thông tin gì? Dựa trên diện tích. Vậy thì đầu vào là gì? Đầu vào là giá nhà và đầu ra là, xin lỗi, đầu vào là diện tích và đầu ra là giá nhà. Ok. Và giá nhà thì nó là gì? Giá nhà nó là giá trị liên tục. Do đó là chúng ta sẽ sử dụng các cái kỹ thuật hồi quy. Hồi quy thì nó có cái gì? Hồi quy thì nó có tuyến tính. Hình A với hình B là tuyến tính và hình C là phi tuyến. Do đó là một trong những cái bước tiếp theo là khi mà các anh chị có tập dữ liệu, điều đầu tiên các anh chị phải xác định đó là bài toán phân lớp hay là bài toán là hồi quy. Giả sử như các anh chị xác định nó là bài toán hồi quy thì các anh chị phải xác định tiếp nó là tuyến tính hay là phi tuyến. Các anh chị nghe rõ không? Các anh chị phải xác định tiếp nó là tuyến tính hay là phi tuyến. Bằng cách là chúng ta giả sử như là bài toán đơn giản ha, chúng ta chỉ có x y thôi. Không? Thì các anh chị sẽ gì? Sẽ vẽ cái biểu đồ điểm. Các anh chị sẽ vẽ cái biểu đồ điểm. Thí dụ như là biểu đồ điểm như hình A thì các anh chị thấy là nó là tuyến tính. Và hình B là cũng tuyến tính. Nhưng mà hình A với hình B nó khác nhau gì các anh chị? Hình A nó nói lên được gì? Hình A nó là tuyến tính thuận, đúng không? Khi x tăng thì y tăng, còn hình B là tuyến tính nghịch. Khi x tăng thì y giảm. Đúng không? Tuyến tính thuận, các anh chị có thể cho ví dụ không? Ví dụ như là thời gian ôn tập và điểm, đúng không? Hay ví dụ là gì? Tuổi và số ký của trẻ em. Trẻ em phần lớn là càng lớn tuổi, ha, càng nhiều tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi thì ký nó càng tăng lên, đúng không? Hay là thời gian ôn tập, phần lớn là nếu mà ông tập nhiều giờ thì chúng ta có nhiều điểm. Còn tuyến tính nghịch là gì? Ví dụ như thời gian sấy và nhiệt độ sấy. Nhiệt độ sấy mà giả sử như càng cao thì thời gian tất nhiên càng ít rồi, đúng không? Còn nếu mà nhiệt độ sấy càng thấp thì thời gian càng cao, đúng không? Đó là tuyến tính nghịch. Rồi, thí dụ đi. Đây là một cái ví dụ mà thầy lấy từ một cái bài giảng của bên Y á. Người ta đo cái độ dài lớp mỡ và dòng bụng.
X là dòng bụng. Các chị đo thử cái dữ liệu của các chị đúng không? À mà chắc là mình đâu có đo được là cái lúc mở đúng không? Mình chỉ đo được dòng bụng thôi, đúng không? X là dòng bụng và Y là lồ ngực lục mở. À, cái này là dữ liệu của bên Y, thầy lấy một bài giảng ở bên Y đem qua. Vậy thì câu hỏi đặt ra là theo như các anh chị thì hai cái dòng bụng và lồ ngực lục mở có tương quan với nhau không? Hay là có liên quan nhau không? Ừ. Các anh chị có thấy được rằng là nó có một cái đường đường thẳng nó nằm trong các điểm dữ liệu này không? À. Có thể là tất nhiên là nó không phải là đi qua được tất cả các điểm, nhưng mà trong ẩn nó có ẩn ẩn một một cái đường thẳng à, ở đây. Và đối với bài này thì dòng bụng và lục dậy lục mở là có tương quan à, có tương quan. Rồi cái bài thứ hai thầy cũng lấy ở bên Y là cái gì, là mối tương quan giữa BMI và huyết áp tâm thu. Và đây là dữ liệu mà người ta thu nhận được của các bệnh nhân. Giả sử đây là dữ liệu của 100.000 bệnh nhân. Và người ta dựng lên bản đồ điểm. X là gì? X là BMI, chỉ số BMI. Y là huyết áp tâm thu. Và theo như các anh chị, cái hình này thì X và Y có mối tương quan nhau không? Các chị có thấy là gần như các cái điểm nó hội tụ trên một đường thẳng không? Câu trả lời là không, đúng không? Cái này nó là hình tròn thì đúng không? Và do đó là đối với bài này thì BMI và huyết áp tâm thu không có mối tương quan. Nghĩa là chúng ta không thể xây dựng được một cái phương trình hồi quy. À, chúng ta không thể xây dựng được một phương trình hồi quy giữa hai cái thông số này. Rồi. Rồi đây là một điểm dữ liệu giữa là giá nhà và diện tích, đúng không? Các anh chị có thấy là nó có một cái đường thẳng không? Giá nhà và viện diện tích, đúng không? À. Rồi bây giờ vấn đề là chúng ta gì? Hôm nay chúng ta sẽ học để đi tìm à, cái phương trình đường thẳng. Phương trình này là phương trình gì? Y bằng AX cộng B. Đúng không? Thầy thường thầy có một cái câu thầy hỏi mà phần lớn là sinh viên trả lời không được, một câu rất là đơn giản mà trả lời không được thầy cũng biết sao vô được đại học. Là thí dụ như thầy có điểm A bằng 1,1, điểm B bằng 4,4, thầy hỏi phương trình đường thẳng đi qua hai điểm này là gì. Không biết là lớp mình, thầy vẫn tin rằng lớp mình ít nhất là có 2-3 người trả lời được, có thể là không phải 50%, nhưng mà vẫn có 2-3 người trả lời được cái phương trình nó y bằng gì. Đúng rồi, vì lớp mình còn giỏi hơn sinh viên chính quy nhiều. Sinh viên chính quy có đứa hỏi nó không biết gì, y bằng x đúng không? Ngày xưa mình đã học rồi, có thể là các anh chị quên cách tính, nhưng mà các anh chị nếu mà lên YouTube thì chắc anh chị tìm ra đúng không? Bài này khác với bài thầy vừa mới dụ chỗ nào, nó chỉ khác là không phải là a b nữa ha các anh chị, không phải là a, không phải là b, mà là gì, mà a b c d e f g h c, nó rất là nhiều dữ liệu, rất là nhiều điểm, đúng không? Nó rất là nhiều điểm, nó cả ngàn điểm, cả triệu điểm, chứ không phải là chỉ có a với b. Và mục tiêu là gì? Chúng ta đi tìm một cái đường thẳng y bằng ax cộng b. Chúng ta giải ra, chúng ta tìm được gì các anh chị nào biết không? Chúng ta đưa cái 1 triệu điểm vô nha. Điểm a b c d e f g gì đó, chúng ta đưa một, đúng rồi, mục tiêu chúng ta đi tìm cái hệ số a và b, đúng không? A bằng bao nhiêu và b bằng bao nhiêu. Và việc tìm hệ số này các anh chị cũng đã học rồi ở máy học ứng dụng, còn nếu mà quên thì thôi thầy cũng không cần thiết, tại vì các anh chị chỉ cần đưa vô cái thư viện là nó ra được hệ số a và b là bao nhiêu rồi. Do đó là
tạm thời là chúng ta có thể là sử dụng, chúng ta chỉ cần sử dụng thôi, chúng ta biết cái cách để đưa vô thư viện và chúng ta biết cái cách đọc kết quả ra, và chúng ta biết là cái cách đi tìm thôi, còn cụ thể như thế nào thì các anh chị nào thích thì các anh chị nghiên cứu thêm. Nên là biết cái hướng tìm, hướng tìm nó là gì, thì theo như các anh chị nè, đâu là đường thẳng tốt nhất trên màn hình các anh chị á, đâu là đường thẳng tốt nhất để đi qua các cái điểm dữ liệu màu xanh dương, đường bên trái, đường bên phải, hay đường ở giữa, hay đường bên dưới, đúng không? Đâu là điểm dữ liệu tốt nhất? Rồi, thì chúng ta sẽ đi tìm cái đường tốt nhất, chúng ta sẽ có một cái tiêu chuẩn nó gọi là bình phương nhỏ nhất, nó sẽ đi, nó sẽ tiêu để mà đi tìm được thông số A và B như anh Huy nói đó, thì nó sẽ nó làm sao cho là bình phương nhỏ nhất. Nó đi tìm được thẳng y bằng s cộng b sao cho bình phương nhỏ là nhỏ nhất. Trên màn hình của các anh chị là gì? Màu vàng là những cái điểm dữ liệu, và cái đường thẳng y bằng s cộng b là cái đường mà chúng ta dự kiến chúng ta vẽ, không? Và cái đoạn d á, cái đoạn này nè, cái đoạn d bằng y trừ cho y dự đoán á, thấy không, là khoảng cách giữa cái gì, giữa cái điểm dữ liệu và đường thẳng, thấy không, cái sự chênh lệch giữa cái giá trị dự đoán và giá trị thực tế, thấy không, và chúng ta phải đi tìm cái bình phương, tổng bình phương này là sao cho nhỏ nhất. Bây giờ để giúp cho các anh chị hiểu được cái bài toán đó, vấn đề đó, thầy có một ví dụ. Ví dụ như thầy có 4 điểm dữ liệu này được ha các anh chị, điểm A là 1,2, điểm B là 2,4, điểm C là 3,1,5 và điểm D là 4, 3,2 vân vân. Bây giờ thầy có hai đường thẳng, một đường là y bằng x, một đường là y bằng 2,5. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm, giờ thầy hỏi các anh chị là hai đường này thì đường nào tốt hơn để đi qua bốn điểm dữ liệu này, theo các anh chị đường nào tốt hơn? Để trả lời được đường nào tốt hơn á, chúng ta sẽ đi tính tổng bình phương, chúng ta phải đi tính tổng bình phương, được không? Đầu tiên là đường y bằng x, đường y bằng x, chúng ta đi tính tổng bình phương là tổng những cái đoạn màu xanh lá cây trên hình của thầy á, không, tổng thí dụ như là đối điểm A, thì đối điểm A thì y thực tế là nhiêu, y thực tế là 2, đúng không, y thực tế là 2, còn y dự đoán là bằng 1, tại y bằng x mà, đúng không, y y bằng x. Đó. Thì đối với cái phương trình y bằng x, và tổng bình phương đi qua 4 điểm A, B, C, D là bằng 7,89, được không? 7,89. Còn ngược lại, đối với phương trình y bằng 2,5. Rồi, xin lỗi các anh chị, giờ thầy quay lại nha. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là coi coi hai đường y bằng x với y bằng 2,5x là đường nào trong hai đường này là đường tốt nhất để đi qua 4 điểm A, B, C, D, không? Thì chúng ta sẽ tính tổng bình phương, và tổng bình phương của đường y bằng x thì là 7,89, còn tổng bình phương của đường y bằng 2,5 là 3,99. Thì suy ra là đường y bằng 2,5 tốt hơn đường y bằng x.
được không các anh chị? À, và chúng ta có cái giải thuật để đi tìm được cái đường là tốt nhất. À, còn cụ thể nó như thế nào thì các anh chị nào thích thì các anh chị có thể là coi thêm trong giáo trình. À, giờ chúng ta chỉ cần biết là cái nguyên lý như thế mà thôi. Rồi, được chưa? Rồi giờ giả sử nha, giờ giả sử chúng ta quay lại cái bài thú vị là bài bài mở ha. Đây, bài mở độ dài dòng bụng và độ dài lập mở. Bài này là gì? Bài này cái phương trình của nó là y bằng ax cộng b đúng không? Y bằng ax cộng b. À, như nãy anh Huy anh có nói là gì? Chúng ta đi tìm là a bằng bao nhiêu và b bằng bao nhiêu đúng không? À, thì thứ năm tới các anh chị sẽ thực hành. À, các anh chị sẽ đưa tập dữ liệu này vô rồi à, gọi cái thư viện lên và nó sẽ cho biết là a bằng đây, nó sẽ cho biết a bằng 4.5, b bằng trừ 215, được không? Và cái câu hỏi tiếp theo các anh chị cần phải trả lời được là ý nghĩa của phương trình hội quy. Cụ thể hơn là các anh chị trả lời giúp thầy dòng bụng. Khi dòng bụng tăng 1 cm thì độ dày lớp mỡ thay đổi như thế nào? Các anh chị trả lời được không? Khi dòng bụng tăng 1 cm. Đúng rồi. Khi dòng bụng tăng 1 cm thì độ dày lớp mỡ tăng 3,45, phải không? Còn các anh chị nếu mà các anh chị không hiểu tại sao, các anh chị giả sử như giờ thầy có một phương trình y bằng 3x cộng 1. Thì x bằng 1 y bằng nhiêu các anh chị? À, đây là câu hỏi mà thầy cũng rất ngạc nhiên là có nhiều anh chị không biết. Y bằng 1 x bằng nhiêu thì không biết. Vậy thì x bằng 2 y bằng bao nhiêu hả anh Dũng? Rồi. Vậy x bằng 3 y bằng bao nhiêu chị Tuyền? Vậy thì khi mà x tăng lên 1 thì y tăng lên 3 đúng không? Đúng không? Đó. Đó là ví dụ cơ bản để mình có thể tính nhẩm đúng không? À, y khi x tăng 1 thì em tăng lên 3. Do đó là cái bài trên màn hình của các anh chị à, nãy anh Huy trả lời đúng ha. Khi độ dày lớp mỡ tăng 1 cm, khi dòng bụng tăng 1 cm thì độ dày lớp mỡ tăng 3,45 cm gì đó không? Đơn vị là gì? Slide này thì chụp của bên kia nó cũng hơi mờ. Được chưa? Đó là cái kiến thức thứ hai các anh chị cần phải nắm nha. Các anh chị cần phải nắm rằng là hiểu cái ý nghĩa của phương trình hội quy. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Là khi mà cho các anh chị một cái tập dữ liệu, các anh chị cần phải biết cái tập là cái là gì? Là phương trình hội quy tổng quát nó có dạng như thế nào? Đây, thí dụ như giờ cái bài toán nó khác một xíu. À, người ta dự đoán giá nhà dựa trên diện tích và số lượng phòng. Và câu hỏi kinh điển nhất là gì? Là đầu vào là gì và đầu ra là gì? Hy vọng rằng là các anh chị nãy giờ tập trung nghe thì chắc là các anh chị trả lời được hết. Còn các anh chị nào mà nãy giờ không nghe thì trả lời không được thì là chuyện cũng bình thường đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng là các anh chị nào mà tập trung nghe trong chiều nay thì trả lời được. Là đầu vào là gì? Đầu vào là diện tích và số lượng phòng đúng không? Và đầu ra là giá nhà đúng không? Rồi cảm ơn anh Dũng. Vậy thì bây giờ cái tiếp theo là do đầu ra là giá nhà và do nó là giá trị liên tục, do nó là bài toán hồi quy. Và ý thứ hai đồng ý không?
Và ý thứ ba là các anh chị cần phải biết được cái phương trình hồi quy. Giờ có tất nhiên là các anh chị chưa giải ra được những cái A bằng bao nhiêu, B bằng nhiêu, nhưng mà thầy mong mong muốn rằng các chị biết được cái phương trình hồi quy. Phương trình đó có dạng tổng quát như thế nào? Có phải là y bằng ax cộng b nữa hay là không? Hay là nó là gì? Phương trình đó là y bằng a1 x1 cộng a2 x2 cộng b, đúng không? Tại vì bây giờ x chúng ta thấy hai cái lận, chúng ta có hai đầu dao lận, đúng không? Giống như hồi nãy anh Vũ và chị Tuyền này nọ có nói, đúng không? Chúng ta có hai đầu dao. À, thì các anh chị cần phải trong đầu các anh chị phải hình thành được cái phương trình đó. Đó là cái yêu cầu của thầy trong chiều nay. Đúng không? Các anh chị cần phải biết là là chúng ta cần đi tìm A1, A2 và B. Chúng ta sẽ đưa tập dữ liệu này vô thư viện và thư viện nó sẽ cho chúng ta được cái con số A1 là bao nhiêu, A2 là bao nhiêu, B là bao nhiêu. Đó là một cái đường thẳng tốt nhất. Có cái tổng bình phương là bé nhất. Được chưa? Hoặc là viết theo cái dạng này nha các anh chị. H theo như cái slide, theo giáo trình thì viết bằng H bằng theta 0 cộng theta 1 x1 cộng theta 2 x2. Còn thôi các anh chị viết theo dạng như ngày xưa cũng được, y bằng a1 x1 cộng a2 x2 cộng b cũng được. Được chưa? Tóm lại là thầy cần các anh chị cần thầy cần phải hiểu, các anh chị biết là có hai đầu vào là x1 và x2, đúng không? Và chúng ta đi tìm ba thông số là theta 0, theta 1, theta 2. Rồi. Phương pháp tiếp theo là hồi quy phi tuyến, đúng không? Ví dụ như các anh chị có cái những cái điểm dữ liệu chấm 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 này nè, các anh chị thấy không? Mà các anh chị vẽ đường thẳng thì nó sai tét bét rồi, các anh chị đồng ý với thầy không? Đúng không? Mà ở bài này nếu mà chúng ta kẻ đường thẳng thì nó không ý nghĩa gì, nhưng mà nếu mà chúng ta vẽ một đường parabol thì gần như nó là một cái mô hình cực kỳ đẹp, đồng ý không? Tương tự vậy, ví dụ như là thầy có một cái điểm, thầy có những điểm dữ liệu như thế này đây, thầy có những điểm dữ liệu như như ở bên trái, không? Những cái điểm này mà bây giờ các anh chị kẻ đường thẳng như ở hình giữa, những hình giữa nó gọi hiện tượng là underfitting. Nghĩa là gì? Underfitting nghĩa là học mà không không biết gì hết, đúng không? Tức nghĩa là nó dự đoán sai tét bét hết trơn, ngay cả nó học còn không xong nữa, nó chi nó dự đoán những cái mới, đúng không? Cái hình giữa là cái underfitting, còn cái hình cuối đó là cái mà chúng ta cần đạt được, không? Chúng ta cần phải thấy nó là một cái phương trình, nó là một cái đường cong chứ không phải nó là một đường thẳng. Và nếu mà chúng ta vẽ được, chúng ta tìm ra được cái đường cong như màu đỏ này thì quá tuyệt vời. Nó mô tả được cái dữ liệu của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta vẽ đường thẳng này là nó sai tét lét rồi. Được không? Ok ha. Đó là phi tuyến. Trong bài thực hành của thầy có một cái bài, nếu mà các chị làm hết thì các anh chị sẽ tới một cái bài phi tuyến. Các anh chị dựng lên bảng đồ điểm. Và các anh chị thấy là cái này là chắc chắn là nó không phải đường thẳng rồi mà nó là đường cong, các anh chị gọi cái hàm phi tuyến lên. Rồi cái tiếp theo, rồi cái cuối cùng nha, cái cuối cùng là như thế này. Rồi để mà biết được là phi tuyến hay tuyến tính thì một trong những phương pháp đơn giản nhất là chúng ta dựng cái bản đồ. Chúng ta dựng một cái bản đồ điểm.
đó là đối với những cái bài đơn giản nó chỉ có là gì, nó chỉ có một cái là nó chỉ có đơn biến thôi đúng không, nó chỉ có x y thôi đúng không. Còn những bài mà đa biến còn những bài đa biến thì chúng ta phải phải tìm ra, chúng ta phải sử dụng thêm một số cái hàm để kiểm tra cái tuyến tính của nó có là tuyến tính hay là không. Còn đối với những cái bài mà đơn giản chỉ có x y thì chúng ta vẽ bản đồ điểm. Thì trong cái thực hành thầy có hướng dẫn các anh chị dựng cái bản đồ điểm. Rồi giờ tiếp theo, là theo như các anh chị, cái hình trên màn hình đó, cái đường màu xanh là ổn không? Chúng ta nhiệm vụ chúng ta là đi tìm một đường thẳng nè, để mà nó mô hình được nè, nó phương trình được những cái điểm màu đỏ nên những cái điểm màu đỏ. Và khi mà các anh chị thực hành, các anh chị sẽ nhận được cái đường màu xanh. Và vấn đề thì hỏi các anh chị là gì thì ổn không? Rồi, cảm ơn chị Tiền. Đó là cái ý tiếp theo nha. Ý tiếp theo là nhiều khi là chúng ta vẽ ra mà chúng ta không biết là nó ổn hay là không. Sinh viên vẽ ra, xong rồi thầy ơi, hỏi vậy được không? Dạ em cũng biết nữa thầy, em cũng biết nó được hay không, tại sao nó chưa ổn hả chị Tiền? Đường mà chúng ta muốn, có vẻ như là nó sắp xỉ gì đúng không chị Tiền, đúng không? Đúng không, đường chúng ta muốn nó sắp xỉ như như thế này mà bây giờ nó bị lệch, tại sao nó bị lệch? Bài này nó bị lệch là nó do một cái điểm bị nhiễu, đúng rồi, có một điểm bị nhiễu là cái người này cao có 150 kg mà nặng tới tôi xin lỗi, cao có 150 cm mà nặng tới 90 kg đúng không, điểm dữ liệu này bị nhiễu. Và đây cũng là một vấn đề mà data mining, khi mà các anh chị học data mining các anh chị cần phải xử lý nhiễu. Bởi vì nó mới khác với máy học ứng dụng đúng không, chứ nếu mà không thì nó giống hệt máy học ứng dụng rồi. Thì khi mà các anh chị làm đồ án nha, có khả năng là dữ liệu của các anh chị bị nhiễu. Tại sao bị nhiễu các anh chị? Thí dụ như đây là dữ liệu chiều cao cân nặng của bệnh nhân trong một bệnh viện đi, tại sao, trường hợp, tại sao có trường hợp này? Theo theo các anh chị những nguyên nhân gì? Đúng rồi. Có thể là có một người nào đó béo phì quá đúng không, nhưng mà cũng có thể là do nhập sai không anh Vũ? Ví dụ như cô y tá thay vì nhập 60 kg nhập lộn 90 kg, có không, chắc có mà đúng không, làm gì mà chúng ta làm cái gì cũng chính xác hoàn toàn đúng không. Cũng có thể là cô y tá hôm đó là sáng chân sáng gì đó, đó bụng gì đó, đúng không, vì do gì đó họ nhập sai đúng không, hoặc là lúc đó là cái cân đúng không, cũng biết đâu được là lúc cái người này bước lên cân thì trên cân có thêm cục sắt nữa đúng không, quên đây cục sắt ra và cũng có thể là cái người là béo phì giống như anh Vũ nói đúng không, có một người hơi hơi béo phì quá đáng đúng không. Và do đó là với tập dữ liệu này thì xây dựng phương trình nó sai. Chúng ta không thể tìm ra được một cái phương trình để thể hiện mối quan hệ giữa chiều cao và cân nặng. Vậy thì xử lý như thế nào? Xử lý là chúng ta bỏ đi. Tại vì điểm dữ liệu nhiễu này nó là trường hợp cá biệt. Đúng không? Nó không có nói lên được cái bản chất của dữ liệu. Thì chúng ta bỏ đi. Và khi mà chúng ta bỏ thì chúng ta sẽ được một cái đường thẳng rất là đẹp, như là chị Tuyền ở trên nói, một đường thẳng không bị lệch. Ok ha,
nữa sau này trong cái đồ án anh chị, các anh chị cố gắng tìm ra những điểm bị nhiễu nha, trong đồ án mình có. Ừ. Thí dụ như là tuổi, tự nhiên có người có tới 200 tuổi. Ừ. Do gì đó, à, không biết do vấn đề gì mà tuổi ai cũng từ 1 đến 90 mấy, có người 200 tuổi. Thì chúng ta phải tìm ra được những điểm này. À. Sau này các anh chị sẽ học về và một số cái phương pháp biểu diễn dữ liệu thì các anh chị sẽ phát hiện ra những điểm như thế này. Rồi, xong buổi học hôm nay, chốt lại. Buổi học hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất là cân bằng dữ liệu. Ha. Phần thứ nhất là xử lý dữ liệu bị mất cân bằng. Và các anh chị nhớ hai cái độ đo, một là độ chính xác để đo dữ liệu cân bằng và độ F1 để mất cân bằng. Thứ hai là hồi quy. À. Bài hồi quy thì thật ra cũng không mới, bài hồi quy các anh chị coi lại máy học ứng dụng. Và bài học quy một trong yêu cầu là cho một cái tập dữ liệu và ít nhất là các anh chị cũng phải nhìn ra được cái phương trình tổng quát của tập dữ liệu đó là gì. À, tìm ra phương trình tổng quát là gì. Rồi thứ năm mình sẽ thực hành, hy vọng rằng là bữa giờ ít nhất là các anh chị làm được một bài về phần lớp. Về phần lớp. Rồi thứ năm này các anh chị làm một hai bài về hồi quy để làm cơ sở để mình làm đồ án. À, đồ án nó cũng giống gần như 50% rồi. Rồi và các anh chị thành lập nhóm và chọn đề tài. 8 giờ thứ năm thì sẽ mở cái website đăng ký ra để các anh chị đăng ký. Rồi mình nghỉ ở đây. Các anh chị có hỏi gì thêm không? Rồi, cảm ơn anh. Vậy mình tạm nghỉ ở đây ha. Các anh chị có thắc mắc gì thì email cho thầy. Rồi chịu khó thứ năm online rồi thầy sẽ giải đáp. Thật ra chúng ta học từ xa thì chúng ta nên chủ động học. À, mới đúng ý nghĩa của học từ xa. À, chúng ta có tài nguyên học tập này nọ, thầy chỉ là giải đáp một số câu hỏi thắc mắc thôi. À. Rồi cảm ơn các anh chị, mình nghỉ ở đây. Hẹn các anh chị thứ năm.